Hôm qua, người dân trên khắp đất nước Nhật Bản đã tổ chức tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa động đất sóng thần hồi tháng 3 năm 2011. Kể từ năm ngoái, thì chính phủ Nhật Bản không còn tổ chức lễ tưởng niệm quốc gia, nhưng chính quyền ở địa phương ở những nơi mà bị ảnh hưởng thảm họa này vẫn tổ chức các lễ tưởng niệm ở quy mô nhỏ. Vào đúng 14 giờ 46 phút, thời điểm trận động đất có độ lớn lên tới 9 xảy ra ở khu vực Tohoku cách đây đúng 12 năm, người dân trên khắp đất nước đã dành một phút tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa này. 12 năm, chính phủ và người dân Nhật Bản đã nỗ lực không ngừng để tái thiết các khu vực bị thiên tai tàn phá. Tuy nhiên, tính tới tháng 11 năm ngoái, vẫn còn khoảng 31.000 người ở các khu vực này chưa thể về nhà. Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 TEPCO đang nỗ lực tháo gỡ các thanh nhiên liệu tại các lò phản ứng số 1 và số 2. Mặc dù vậy, công ty này đang phải đối mặt với không ít thách thức, trong đó là xử lý nước thải có chứa phóng xạ được tạo ra hàng ngày trong quá trình làm mát các thanh nhiên liệu, cũng như nước mưa và nước ngầm bị nhiễm phóng xạ từ nhà máy. Trong bối cảnh đó, giữa tháng 1 vừa qua, chính phủ Nhật Bản đã quyết định xả nước thải có chứa phóng xạ đã qua xử lý ra biển vào mùa xuân hoặc mùa hè năm nay. Tuy nhiên, kế hoạch này đang vấp phải sự phản đối từ phía người dân địa phương, cũng như một số nước trong khu vực. Trong ngày hôm qua, hàng chục nghìn người Israel đã xuống đường trên khắp đất nước trong tuần biểu tình thứ 10 liên tiếp, nhằm phản đối các kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ. Theo ước tính của truyền thông Israel, cuộc biểu tình lớn nhất diễn ra tại thành phố ven biển Tel Aviv đã thu hút khoảng 100.000 người tham gia, trong khi khoảng 50.000 người đã biểu tình ở thành phố Haifa ở phía bắc Israel và 10.000 người ở Beersheba. Nhiều hoạt động biểu tình khác cũng được tổ chức tại các thành phố và thị trấn ở đất nước. Theo kế hoạch cải cách tư pháp, chính phủ Israel sẽ thay đổi thành phần ủy ban bổ nhiệm thẩm phán gồm 9 thành viên, hạn chế tầm ảnh hưởng của các chuyên gia pháp lý, tăng quyền hạn của chính phủ trong việc lựa chọn thẩm phán. Đa số người dân Israel đã không ủng hộ các nội dung cải cách tư pháp này. Đây là lý do quy mô các cuộc biểu tình có dấu hiệu ngày càng gia tăng tại Israel. Trong ngày 11 tháng 3, đã có khoảng 368.000 người dân Pháp tham gia biểu tình trên khắp đất nước nhằm phản đối kế hoạch cải cách hưu trí của chính phủ. Theo đó, tuổi nghỉ hưu sẽ được nâng từ 62 lên 64 vào năm 2030, cũng như áp dụng một số cơ chế lương hưu tối thiểu. Dịch vụ đường sắt quốc gia đã bị gián đoạn nặng nề do biểu tình. Tuy nhiên, hệ thống tàu điện ngầm và các dịch vụ vận tải công cộng khác ở thủ đô Paris vẫn hoạt động như lịch trình. Nhiều tổ chức công đoàn tại Pháp tuyên bố sẽ đưa đất nước rơi vào tình trạng bế tắc trước những thay đổi về chế độ hưu trí. Theo kế hoạch, sau khi được Thượng viện Pháp phê chuẩn, dự luật sẽ gửi lại lên Hạ viện, qua đó thúc đẩy dự luật tiến thêm một bước để trở thành luật. Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho biết là khoảng 1,4 triệu người dân nước này được ghi nhận là mắc các bệnh liên quan đường hô hấp do ô nhiễm bụi mịn kể từ đầu năm 2023 đến nay. Số liệu trên được Cục Y tế tổng hợp từ hệ thống bệnh viện công và Sở Y tế các địa phương. Hầu hết các trường hợp ghi nhận mắc các bệnh thông thường như kích ứng da, đau mắt, đau đầu. Nhiều người bị chẩn đoán mắc các bệnh về hô hấp khác như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phổi, viêm phế quản, viêm họng, hen suyễn, ung thư phổi. Bộ Y tế Công cộng Thái Lan khuyến cáo người dân cần đeo khẩu trang y tế, tránh các hoạt động ngoài trời. Từ đầu năm 2023 đến nay, tình trạng ô nhiễm bụi mịn ở Thái Lan trở thành một vấn đề đáng lo ngại. Báo cáo của Trung tâm Giảm thiểu ô nhiễm không khí Thái Lan cho biết, trừ khu vực miền Nam Thái Lan, tất cả các khu vực còn lại của nước này đều có mức độ bụi mịn vượt ngưỡng an toàn. Trong đó, thủ đô Bangkok cùng hàng chục các địa phương phía Bắc, phía Đông Bắc Thái Lan đang có mức độ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 ở mức nguy hiểm trong từ 3 đến 4 ngày qua. Tại Đức, sau khi xảy ra vụ xả súng khiến 7 người thiệt mạng, Bộ trưởng Nội vụ nước này đã kêu gọi phải siết chặt hơn nữa quy định sở hữu súng đạn. Với việc chuẩn bị ra các quy định, những người sở hữu súng sẽ phải trải qua một bài kiểm tra tâm lý. Vụ việc Philip, một người đàn ông Đức sở hữu súng hợp pháp, xả súng vào một nhóm người thuộc cộng đồng giáo phái nhân chứng Genovas, làm chết 6 người và sau đó tự sát bằng súng, đã cho thấy sự cấp thiết phải sửa đổi luật sở hữu súng đạn ở Đức đối với an toàn chung của cộng đồng. Theo Bộ trưởng Nội vụ Đức, quy định mới sẽ cần có sự đánh giá của chuyên môn về tâm lý đối với tất cả những người xin giấy phép sở hữu súng, thay vì chỉ áp dụng đối với những người dưới 25 tuổi như hiện nay. Hiện tại ở Đức có hơn 940.000 chủ sở hữu súng tư nhân đã đăng ký, với dân số là 84 triệu người.